Ban Bí thư quyết định khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên ủy viên Tê Ư Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 do nhiều sai phạm, trong đó có sai phạm liên quan quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Theo thông tin của Văn phòng Tê Ư Đảng, ngày 28 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tê Ư. Tại cuộc họp, Ban Bí thư kết luận Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Ủy viên Tê Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Tê Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân khu 2 và vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Theo Ban Bí thư, vi phạm của ông Dương Đức Hòa là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của quân đội và cá nhân ông Hòa. Từ đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Đức Hòa bằng hình thức khiển trách. Trước đó, tại kỳ họp 46, từ 15-17.7, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Quân ủy Tê Ư, Ủy ban Kiểm tra Tê Ư nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo, chỉ huy các ông Dương Đức Hòa, Trung tướng, nguyên ủy viên Tê Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, ông Nguyễn Hoàng, Thiếu tướng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, ông Phạm Lâm Hồng, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 và ông Nguyễn Trọng Lương, đại tá, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tham mưu, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Chánh Văn phòng Tư lệnh Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Tê Ư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Hoàng và Nguyễn Trọng Lương, khiển trách ông Phạm Lâm Hồng. Ủy ban Kiểm tra Tê Ư cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Dương Đức Hòa.